Hello, xin chào khán giả thân yêu của Vindoc nhé. Các bạn ơi, điều kỳ lạ viễn tưởng về một con trăn hơn 600 năm tuổi ẩn mình dưới tử cấm thành, canh phòng cẩn mật vừa được tiết lộ đã khiến cho cả thế giới phải kinh hoàng. Vâng, đây là một con trăn lớn nhất hành tinh, không một đối thủ nặng ký nào có thể vượt qua được nó. Vậy nó có sức mạnh siêu nhiên như thế nào, với năng lực hô mưa gọi gió ra làm sao? Thì hẹn bây giờ hãy cùng chúng mình tìm hiểu trong chủ đề ngày hôm nay nhé. Top những tiết lộ thú vị về loài trăn. Con trăn 612 năm tuổi. Thế giới rộng lớn như vậy, hẳn còn rất nhiều kỳ quan mà không phải ai cũng từng được chiêm ngưỡng. Ví dụ như một con trăn khổng lồ có tuổi đời 612 năm. Đây phải chăng là một điều kỳ lạ viễn tưởng mà người ta nghĩ ra? Không phải vậy đâu, đối với người dân Trung Quốc mà nói, thực sự tồn tại một con trăn khổng lồ và nó hiện đang nằm trong tử cấm thành, cố cung ở Bắc Kinh, uy nghiêm và được canh phòng cẩn mật đấy. Không chỉ vậy, con trăn này không phải là một con trăn bình thường, mà có thể nói là con trăn lớn nhất thế giới hiện nay. Đó chính là hình ảnh so sánh của con sông Kim Thủy trong tử cấm thành. Các bạn biết đấy, trăn là loài động vật của tự nhiên, đồng thời cũng là biểu tượng trong xã hội loài người. Vậy tại sao Kim Thủy Hà lại là con trăn lớn có tuổi đời 612 năm ẩn mình trong tử cấm thành? Theo ghi chép từ sử sách, vào thời nhà Minh, một đêm nọ, trời bỗng nổi sấm sét, mưa to gió lớn, âm thanh lớn đến mức khiến cả thế giới phải rùng mình. Những ngọn cây cao chót vót đung đưa dữ dội trong gió, cánh hoa tàn tung bay khắp nơi, muông thú kêu gào chạy quanh tìm chỗ trốn, bầu trời phủ đầy mây mù đen, cánh cửa nơi bảo thất của hoàng đế nghỉ ngơi cũng bị đập tan không thương tiếc. Một tia điện xẹt qua, phá tan màn đêm đen kịt, chiếu vào khuôn mặt của hoàng đế đang nằm nghỉ. Dường như hoàng đế lúc này có chút bồn chồn, vẻ mặt căng thẳng, thân thể run lên. Theo ánh chớp trên trời, khuôn mặt hoàng đế cũng lúc ẩn lúc hiện, những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt và đáp xuống tấm chăn thêu hình rồng. Ngày hôm sau, vị hoàng đế kể về những tình huống trong giấc mơ của mình đêm qua, về con trăn khổng lồ mà mình gặp trong mộng. Sau khi các nhân sĩ liên quan phân tích, họ quyết định xây dựng một con trăn trong thành phố. Và vì thế mà nó hiện hữu cho tới ngày hôm nay các bạn ạ. Tự nguyện cho trăn khổng lồ Anaconda nuốt sống. Các bạn thì chắc chả còn lạ lẫm gì với cái tên Anaconda là loài trăn lớn nhất trên thế giới này nữa rồi. Tuy không có nọc độc như rắn, nhưng mà chúng lại sở hữu sức mạnh về cơ bắp thể lực, giết con mồi cho đến chết và có thể nuốt chửng cả con người. Chính vì điều này, để tìm hiểu cách thức nuốt và tiêu hóa con mồi của trăn Anaconda, thì Paul Rosales, một nhà nghiên cứu bò sát, đã để chính bản thân mình làm con mồi cho trăn tấn công. Tất nhiên là Paul hiểu hơn ai hết sự nguy hiểm của hành động này, nên anh đã trang bị cho mình một bộ áo giáp đặc biệt để bảo vệ bản thân trước quái vật đầm lầy Amazon. Anh đã khoác lên mình 4 lớp áo để bảo đảm an toàn tối đa, trang bị mũ bảo hiểm và thiết bị thở. Vậy điều gì xảy ra khi bị một con trăn nuốt chửng? Các bạn cùng chờ xem nhé! Sau khi được trang bị đầy đủ, Paul đã cùng ekip của mình thực hiện thử nghiệm có 102 này. Anh bắt đầu với một con trăn Anaconda cái trưởng thành dài khoảng 5,5m. Suốt một giờ vật lộn, anh bắt đầu bị nó nuốt vào bụng. Về sau, Paul đã chia sẻ lại cảm giác khi đó của mình. Anh cho biết, anh cảm thấy bộ đồ bảo hộ của mình như bị nứt ra, tay như thể bị tháo rời khỏi khớp. Khi bị con trăn nuốt vào, mọi thứ bỗng trở nên tối đen. Cuối cùng, Paul phải yêu cầu sự trợ giúp của nhóm ekip sau khi bị con trăn xiết một tiếng vì cảm thấy tay của anh có thể bị gãy do áp lực khủng khiếp từ con trăn. Mặc dù được trang bị đồ bảo vệ tối tân, nhưng mà Paul vẫn bầm dập khắp cả người. Các bạn ơi, tuyệt đối lưu ý là không nên bắt chước hành động cực kỳ nguy hiểm này đâu nhé. Màn giải cứu chó bị trăn khổng lồ siết chặt. Vào một ngày đẹp trời, anh Andrew Bardows đột nhiên thấy rằng con chó yêu quý của mình ở trang trại đã biến mất. Bình thường nó chỉ dạo chơi quanh đây mà thôi, giờ tìm mãi cũng đều không thấy tam tích. Nghi có chuyện chẳng lành, rất có thể thú cưng đã trở thành bữa ăn chiều của một con trăn khổng lồ. Mọi người đã nhanh chóng tả đi tứ phía tìm cách cứu chú chó. Thì quả thật, đúng như dự đoán, con chó này đang đối diện với tử thần. Lúc này nó gần như đã sắp bị giết chết. Một người nắm lấy đuôi con trăn và sau khi được hỗ trợ của hai người khác, họ cùng kéo con trăn lên bờ. Khi mà con trăn được kéo lên khỏi mặt nước, có thể nhìn thấy rõ nó vẫn đang quấn, siết chặt đầu chó. Họ tìm cách lắc mạnh thân con trăn, rồi một người tìm cách gỡ chó ra nhưng mà không ăn thua. Chỉ đến khi dùng biện pháp mạnh hơn là dùng gậy đánh mạnh vào con trăn thì nó mới chịu nhả con mồi ra. Rất may mắn, con chó cưng này không hề hấn gì. Con trăn này là loại trăn Anaconda,
một chi rắn khổng lồ sống ở lưu vực sông Amazon, Nam Mỹ đấy các bạn ạ. Chăn nuốt chửng cá sấu và ngược lại. Cá sấu có sức mạnh kinh hoàng khi ở dưới nước, nhưng với những con chưa trưởng thành, nó dễ dàng trở thành mồi ngon, đôi khi cũng phải chào thua muối mặt trước loài chăn khổng lồ này. Mặc dù có ưu thế về vũ khí tấn công, nhưng mà sự khác biệt quá lớn về sức mạnh và kích thước khiến cho con cá sấu nước ngọt chẳng mấy chốc mà thua thiệt, bị chăn khổng lồ siết chết và nuốt chửng. Cái cảnh chăn miến điện tóm gọn con cá sấu kích thước bé hơn nhiều lần. Nó từ từ siết chặt, giết chết cá sấu, khi đó đang vùng vẫy trong vô vọng. Sau vài phút, con chăn này bắt đầu nuốt chửng con mồi từ phần đầu đến phần đuôi. Khi mà thưởng thức bữa ăn no nê, nó lại di chuyển xuống đầm nước tìm nơi nghỉ ngơi. Thế nhưng cuộc chiến vẫn chưa dừng lại, con chăn khổng lồ vừa ăn cá sấu lại trở thành con mồi của một con cá sấu khác to lớn hơn gấp nhiều lần. Nó bị xé toạc bụng để lộ ra xác cá sấu còn chưa kịp tiêu hóa. Con chăn khổng lồ này có lẽ là kẻ xấu số nhất bởi nó mất công nuốt chửng cá sấu con nhưng lại không có thời gian để tiêu hóa con mồi mà đã mất mạng rồi. Các bạn thấy đấy, hai loài thiên địch này đều là những kẻ săn mồi đáng gờm. Con vật nào chiến thắng phần lớn phụ thuộc vào kích thước của mình. Chăn nuốt trọn linh dương. Với việc có thể mở rộng miệng ra 130 độ, cộng thêm khả năng co giãn cơ thể rất tốt, loài chăn đủ sức để nuốt chửng một con mồi to gấp 3 lần cơ thể của nó. Chính vì vậy, không khó để hiểu vì sao con chăn đá châu Phi dài 6 mét có thể nuốt gọn được một chú linh dương trưởng thành. Con chăn há to miệng nhưng mà phần hàm răng uốn cong vào bên trong, như để ngăn con mồi rơi ra ngoài. Các cơ bắp của chăn co giãn nhịp nhàng để đưa con mồi vào đến dạ dày. Trong dạ dày toàn axit, con mồi dù lớn đến thế nào cũng sẽ bị tiêu hóa mà thôi. Tuy nhiên, sau khi nuốt gọn con mồi, chăn sẽ phải mất rất nhiều thời gian để tiêu hóa, bởi vì việc nuốt cả mồi vào bụng mà không cần nhai hoặc xé nhỏ khiến loài bò sát này gặp khó khăn trong việc tiêu hóa, nhất là các bộ phận cứng chắc như là xương hoặc móng. Chăn khổng lồ nuốt chửng rơi. Đang hí ha hí hửng dạo trong vườn nhà, thì cả vợ chồng Miu và Stan phát hiện ra một con chăn dài khoảng 3 mét đang treo mình trên cây và cố gắng nuốt con rơi. Khi mà cặp vợ chồng này phát hiện thì con chăn đã nuốt gần hết con rơi, chỉ còn lại phần cánh màu đen mà thôi. Nhưng hơn 30 phút sau đó, con chăn mới có thể nuốt hết con mồi vào trong bụng. Người vợ cho biết rằng, khi mà nuốt xong con mồi, con chăn còn treo cơ thể thẳng đứng trên cây với phần bụng phình to. Sau đó, nó từ từ trườn vào bụi rậm để mà nghỉ ngơi. Đúng là kẻ khát máu này không chỉ nguy hiểm ở mặt đất, mà nó còn len lỏi vào mọi ngóc ngách trên cây dưới nước để gieo rắc nỗi kinh hoàng phải không nào? Cuộc chiến giữa rắn và chăn. Các bạn thấy đấy, hổ mang chúa rất thích ăn thịt các loài rắn khác, bao gồm cả chăn vua. Lần này cuộc chiến không dễ dàng với nó chút nào. Tại một hào nước nhỏ, một trận đại chiến đã diễn ra giữa rắn hổ mang chúa và một con chăn vua. Hai loài này là đối thủ duyên nợ của nhau. Một con chăn vua trưởng thành có kích thước rất là to lớn. Hổ mang chúa tuy có nọc độc cực mạnh, nhưng nó cũng đủ khôn khéo để chọn con mồi là chăn vua cỡ nhỏ hoặc chưa trưởng thành. Con chăn cố gắng siết chặt cổ kẻ địch ăn thịt mình với hy vọng sẽ làm con rắn hổ mang chúa ngạt thở. Mặc dù vậy, nọc độc đã khiến nó dần đuối sức và cuối cùng đã trở thành bữa ăn cho con rắn to lớn này. Đây đúng là một cuộc chiến vô cùng cân sức, kẻ tám lạng, người nửa cân các bạn nhỉ. Vâng, qua những sự thật mà mình tiết lộ về loài chăn thì các bạn có thấy hay ho, hấp dẫn và thú vị hay không? Hãy để lại chia sẻ và cảm nhận ở phần bình luận bên dưới cho kênh của chúng mình nhé! Còn bây giờ các bạn cũng đừng có quên là hãy like, share, subscribe và nhấn nút cái chuông để theo dõi, ủng hộ, yêu thương Pin Talk. Xin chào và hẹn gặp lại!